Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an huyện Khói Châu đã bắt quả tang hai vụ vận chuyển hàng cấm. Cụ thể khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại thôn Thượng, xã An Vĩ, huyện Khói Châu, Tổ công tác của Công an huyện Khói Châu phối hợp với Công an xã An Vĩ phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quang Hành, sinh năm 1964, ở An Vĩ, đang vận chuyển trái phép 17 kg pháo nổ. Qua đấu tranh, Hành khai nhận mua số pháo nói trên – của một đối tượng không quen biết với số tiền 10 triệu đồng để bán kiếm lời. Trước đó khoảng 10 giờ 10 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Quai Châu, đơn vị phối hợp với công an xã Đông Kết bắt quả tang Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1979 ở số nhà 15 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đang vận chuyển 3 thùng biệt các tông bên trong chứa 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 3 số 5 màu xanh trắng, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế châu đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật